Tuần này ta không định đăng tóm tắt cho 1086, các người đọc trực tiếp đi, 100% hưởng thụ. Wa ha ha ha. Đó là lời nhắn từ chùm spoiler Raydon, và lý do anh ta không đăng bản full lên là bởi Raydon muốn chúng ta tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Đây là một chapter vô cùng hay trước kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng của Oda. Nếu chỉ đọc chữ mà không có hình ảnh cũng khó lòng cảm nhận hết được. Đây là nguyên nhân anh em xem video full spoiler của bọn mình chậm hơn mọi ngày, do phải chờ bản scan được up lên trước, mình mới chơi đuổi hình bắt chữ dựa vào các công cụ scan hình ảnh để dịch lại nội dung chi tiết. Nhưng nói thật với anh em, mình có thể sử dụng lại 50% content của bài dự đoán chapter 1085 để làm video này. Đây không phải flex, nhưng sự thật là nhiều chi tiết không làm mình ngạc nhiên bởi mình đã đoán được nó sẽ xảy ra. Đúng là hồi tưởng của Sabo kết thúc ở chương này, anh cùng nhóm Vivi và Warpole đều đã trốn thoát thành công khỏi thánh địa Marengoi. Tuy rất tức giận, nhưng Ngũ Lão Tinh cùng Im-sama chỉ đánh bất lực để con mồi vụt mất. Chúng chỉ có thể tìm một cơ hội khác để ra tay. Đáng tiếc rằng pha đó lại giết hụt Sabo ở Lolosia. Cũng trong chapter 1086 mới nhất này, Oda sẽ tiết lộ thông tin cực kỳ nóng hổi liên quan tới Imu, Ngũ Lão Tinh và Thánh Hiệp Sĩ. Trước khi tới với nội dung chi tiết của chapter này, mình chim vành khuyên anh em nên chuẩn bị một điều, đó là điều hòa, vì nó sẽ rất là hot đấy. Hãy bắt đầu ngay thôi nào. Mình sẽ mở màn video này bằng lời nhắn của tác giả Oda trên số Jump thứ 28. Vâng, xin lỗi, tôi sẽ nghỉ 4 tuần, Jump số 29, 30, 31 và 32. One Piece đang dần đến đoạn cuối rồi nhỉ, cơ mà tôi lại có một cuộc phẫu thuật, xong xuôi chắc mắt tôi sẽ bắn được tia laser luôn. Tôi hay đùa rằng dạo này lắm người sinh đôi ghê, nhưng mà thực sự thì tôi cũng lo lắm lắm. Thị lực kém quá rồi, nhìn vật cứ mờ mờ thôi, điều này làm cản trở công việc của tôi. Năm ngoái tôi đã nói chuyện với tổng biên tập rồi, kết quả là phải tiến hành thôi. Tôi sẽ trở lại với thị lực được cải thiện, rồi tôi sẽ bắn được Radical Beam từ mắt ra cho các bạn xem. Chú thích thì Radical Beam là chiêu bắn tia laser từ mắt của Frankie. Trong thư Oda vẫn đùa vui được như vậy thì chứng tỏ ca phẫu thuật này không quá khó, không gây nguy hiểm gì, nhưng tác giả cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Thể lực của Oda không tốt từ năm ngoái, đến mức nhìn một thành hai nên cứ có cảm giác hai người sinh đôi đang đi cùng nhau. Sau buổi nói chuyện thẳng thắn với tổng biên tập tạp chí Weekly Shonen Jump cũng như sự tư vấn của các bác sĩ, Oda đã đi đến quyết định nghỉ ngơi và thực hiện việc phẫu thuật. Tác giả Eiichiro Oda sinh ngày 1 tháng 1 năm 1975, trùng ngày sinh với hỏa quyền Ace. Năm nay Oda hạn khá nặng, thôi thì chúc bác phẫu thuật thành công, mau chóng hồi phục. Chúng ta sẽ chờ đợi Oda comeback với sức khỏe tốt nhất để thực hiện nốt saga cuối. Trong thời gian đó, các độc giả sẽ nghiền ngẫm chapter 1086 Oda để lại. Nó rất cháy đấy. Trong biểu mẫu đôi tuần này là tranh vẽ băng mũ rơm đang chơi đùa trên vũng nước có hình cầu vồng sau một cơn mưa. Người thì cầm ô, người lại mặc áo mưa. Bên cạnh còn có một con ếch và một con trồn. Chủ đề của bức tranh là No rain, no rainbow. Nghĩa là không có cơn mưa sẽ không có cầu vồng. Mọi thứ đôi khi có thể rất tồi tệ, nhưng thay vì hoảng loạn và lo lắng, hãy ngồi xuống lắng lại và suy nghĩ về những điều có thể chiêm nghiệm được trong thời gian này. Oda đang muốn nhắn nhủ điều gì đó tới chúng ta. Một tháng tới với các Weibo có thể rất tồi tệ, nhưng Oda cũng phải trải qua cảm giác đó với sức khỏe của mình. Bác đã cố gắng làm việc cật lực dù thị lực không tốt từ năm ngoái, cho nên thay vì ca thán thì hãy thông cảm. Chúng ta cũng có thể dành thời gian đó cho bản thân, gia đình hoặc các mối quan tâm khác, thay vì chỉ chăm chăm khải One Piece như thường lệ. Chapter 1086 bắt đầu bằng khung cảnh hỗn loạn tại thánh địa Marengoi. Quân cách mạng và thành viên hạm đội mũ rơm đã gây ra chấn động chưa từng có. Chính phủ đã huy động toàn bộ quân đội đi lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm phản loạn. Nhưng mục tiêu thực sự chúng nhắm đến là Sabo. Các CP0 đeo mặt nạ mang theo ảnh của Sabo tới truy hỏi từng người, bất kể đó có là thành viên của các hoàng tộc đến dự hội nghị. Đồng thời, Pell và Chaka cũng mang ảnh công chúa Vivi đi pressing từng người một. Tuy nhiên, kỹ năng thoát pressing của quân lính hay các hoàng gia khác đều rất tốt. Câu trả lời họ nhận được luôn là cái lắc đầu. Lúc này, Vivi, Warpole đã cao chạy xa bay trên khinh khí cầu của Morgan. Anh em thấy mình suy luận đã đủ ngầu hay chưa? Để anh em quên mối tình đầu hay chưa ạ? Không nằm ngoài dự đoán thì chính tay lờ báo này đã bố trí dày đặc Denmushi trong lâu đài để săn tin. Morgan vẫn luôn ở trên khinh khí cầu, lảng vảng gần thánh địa lúc hội nghị Levelly diễn ra. Rồi đến khi lấy được thứ mình cần, hắn ngay lập tức bày trò. Lần này Warpole và Vivi coi như đã gặp may. Morgan xuất hiện dùng Denmushi gọi điện cho ai đó. Lời người dẫn chuyện nói rằng hắn ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch làm rung chuyển cả thế giới. Ngoài ra, cả Bonney lẫn Sabo đều đang trên tàu rời khỏi Marengoi. Chưa rõ Bonney cướp tàu của ai, nhưng chiếc tàu này sau đó cũng bị con cá mập máy của Lilith nuốt chửng. Còn Sabo trốn lên tàu của Vương quốc Lulusia. Đây là lý do anh xuất hiện tại đó để ẩn náu. Sabo bị thương rất nặng, rõ ràng không thể trở lại 6 con quái vật kia được. Bị đánh hội đồng mà Sabo vẫn thoát được là giỏi lắm rồi.
Chuyển cảnh tới phòng quyền lực để theo dõi nốt phần còn lại trong hồi tưởng của Sabo. Ngô Lo Tinh đang ngồi nói chuyện với nhau về các gia tộc của 20 nhà sáng lập chính phủ thế giới. Điều làm chúng không ngờ là trong 20 tông tổ lại có kẻ thuộc gia tộc đi. Sự việc của quốc vương Cobra cũng như hoàng tộc Nefertari khiến Ngô Lo Tinh vô cùng sốc. Cũng trong cuộc trò chuyện, họ có nhắc đến ba gia tộc khác là hoàng tộc Nerona, hoàng tộc Don Quixote và hoàng tộc Fergalen. Tiết lộ chấn động tiếp theo là việc Thánh Imu đến từ hoàng tộc Nerona, một trong 20 vị vua sáng lập ra chính phủ thế giới tên là Nerona Imu. Sau đó, tên thật của Ngô Lo Tinh cũng được tiết lộ, mỗi người đều được xưng danh như là thần như anh em đã biết từ trước. Thánh Zagasa Saturn là chiến binh thần bảo vệ khoa học, Thánh Cephe Jupiter, chiến binh thần nông nghiệp là ông lão tóc vàng râu ngắn. Kế đến là Thánh Ethabaron Vinasurzo, chiến binh thần tài chính là ông đầu chọc đeo kính và cầm kiếm. Rồi tiếp theo là Thánh Topman Valkyrie, chiến binh thần pháp lý Mercure, tức là ông có ria mép cong và có vết bớt ở trên trán. Người cuối cùng có bộ râu ria rậm rạp là Thánh Marcus Ma, chiến binh thần môi trường. Họ đều là các long tinh cấp cao, ngoài tên thánh thông thường thì còn được phong là thần, chỉ đứng dưới vua của các vị vua là Nerona Imu. Hồi tưởng khép lại tại đây và trở về với thực tại, có vẻ như Akainu không thể ngồi yên được nữa sau khi chứng kiến thế giới đại loạn. Lúc này ở trụ sở mới của Tổng bộ Hải quân, binh sĩ đang tập hợp để lên thuyền ra khơi, Akainu vừa đưa ra một mệnh lệnh nào đó. Bộ ba Seraphim tạo ra từ ADN của Gecko Moria, Crocodile và Don Quixote do Flamingo xuất hiện trong chương này. Ở bản spoiler không thấy nhắc đến S. Flamingo, nhưng thực tế cả S. Flamingo, S. Crocodile và S. Gecko đều đã ra trận, qua đó hoàn thiện đội ngũ thất vũ hải nhí tạo ra từ gen của các thất vũ hải đầu tiên. Trong 7 Seraphim thì có tới 5 con được giao cho hải quân, S. Hawk và S. Snake ra trận trước trong cuộc tấn công Amazon Lily. S-Bear được giao cho CP0 chỉ huy, còn S-Shark thì Vegapunk chưa kịp hoàn thiện, nó là con cuối cùng và vừa mới được kích hoạt tại đảo Egghead. Ba Seraphim mới xuất hiện vẫn được Akainu ém hàng ở tổng bộ. Chuyến này hắn huy động tất cả cùng số lượng lớn hải quân tại trụ sở, xem ra mục tiêu chắc phải tầm cỡ tứ hoàng. Nếu là đến chi viện cho đảo Egghead thì mình nghĩ là không cần thiết, bởi có Thánh Saturn và Kizaru cùng 100 tổ chiến là đủ rồi. Chưa kể tới 4 Seraphim sớm muộn gì cũng bị lão tinh Saturn thu hồi. Lại còn nhóm Roruxi nữa, cho nên Akainu mà muốn chi viện thì theo mình hắn nên cử quân tới đảo Haitakachinochu thì hơn. Tuy nhiên, mình cũng không nghĩ Akainu muốn đi cứu gáp, có thể mục tiêu của Thủy sư Đô Đốc vào lúc này là tổ chức Cross Guild. Thánh Bucky và chiêu bài truy nã hải quân đã gây ra quá nhiều phiền toái rồi. Cái chết của Phó Đô Đốc Thibon giống như giọt nước làm tràn ly, khiến Sakazuki quyết tiêu diệt Cross Guild bằng được. Trước đó, Sengoku cũng cho rằng tổ chức này đang là mối hiểm họa hàng đầu đối với hải quân, chứ bảo đi đánh Shanks thì nó vô lý lắm. Cả Zoran và Luffy đều bị quay hết rồi, còn mỗi Cross Guild chưa tham chiến với bên nào thôi. Chuyến này chắc chắn Mihawk sẽ phô diễn sức mạnh thực sự ra cho mà xem. Anh em còn nhớ hay không, trong video dự đoán cho tôi 1086 mình đã nói cuối chương sẽ xảy ra một trong hai khả năng, hoặc là trở lại với diễn biến ở đảo Egghead, hoặc là Monkey D. Dragon sẽ hành động. Oda làm đúng như vậy, bác chọn phương án thứ hai. Chúng ta sẽ đến với vương quốc LGBT Kamabaka. Sambo đang kể lại vụ chết hụt ở Lucia. Anh bảo mình đã bị nghe lén và nơi này lập tức bị hủy diệt. Rất may lúc đó Sambo cùng những người dân đã ra khơi. Sambo không hiểu thứ gì có thể thổi bay cả hoàn đảo trong nháy mắt như vậy. Lúc này Ivankov mới bảo Lucia bị tiêu diệt bởi một loại vũ khí do Vegapunk chế tạo. Khi nghe điều đó, Monkey D. Dragon bất ngờ. Ông cũng tỏ thái độ tức giận về Vegapunk đã làm ra thứ vũ khí như vậy cho chính quyền thế giới. Trước kia cha Luffy từng mời Vegapunk về với quân cách mạng, nhưng ông ta chê họ quá nghèo, không thể giúp ông ta thỏa mãn đam mê nghiên cứu và sáng chế. Một nhà khoa học lỗi lạc như vậy mà chỉ vì tiền lại sẵn sàng giúp chính phủ thế giới tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng là cũng gây thất vọng thật. Sabo tiếp tục thuật lại những điều mà Vokopra nói với anh trước khi chết, về các nhà sáng lập chính quyền thế giới, về Imu và Ngũ Lão Tinh. Một kẻ bất tử đang điều khiển cả thế giới từ trong bóng tối, chủ nhân thực sự có gai vàng bỏ trống, kẻ đã đánh lừa tất cả suốt 800 năm qua, có cùng tên với một trong 20 người sáng lập ra chính quyền thế giới. Ivankov tin rằng Imu bất tử là nhờ năng lực trái quỷ Opeopenomi của Law, chủ sở hữu đời trước của nó đã thực hiện phẫu thuật bất tử bất lão lên người Imu sau đó hy sinh. Nhưng dù sao thì đây cũng mới chỉ là phỏng đoán của chúng ta và Ivankov, còn Imu đã từ chối trả lời câu hỏi của cô vương Cobra. Chuyện này đối với Dragon vừa là thách thức đồng thời cũng là cơ hội. Imu và Ngũ Lão Tinh mạnh đến nỗi khiến Sabo suýt chút nữa thì đăng xuất khỏi server. Tuy phải chống lại toàn quái vật nhưng quân cách mạng đã tìm ra thời cơ vạch mặt chính phủ thế giới, cô lập thánh địa Marengoise và lật đổ Thiên Long Nhân. Có điều Dragon sẽ sớm chạm mặt một nhân vật đến từ gia tộc Fergalen, được tiết lộ là gia tộc của Shanks tóc đỏ trong phim Red. Nhân vật này là đội trưởng của đội hiệp sĩ thánh, ông ta có tên là Garling Fergalen, một ông lão trông rất là mạnh. Mô tả về Garling Fergalen như sau:
Một lão già gân trông rất chiến, tạo hình ấn tượng với áo choàng đen, khác hẳn các long tinh vốn luôn mặc áo màu trắng. Ông ta cũng sử dụng một thanh xà bờ tương tự như sành tóc đỏ, nhìn sơ qua cũng biết đây là một kiếm sĩ thượng hạng. Garling von Kalen đeo kính râm, có mái tóc dài và bộ râu nhọn tạo thành hình trăng lưỡi liềm. Bảo có liên quan gì tới mặt trăng thì chắc chỉ có tạo hình. Chư Sành đã xác nhận với dâu trắng quê hương anh ở vùng biển Tây. Trước khi hoàng tộc Fagerland dọn tới thánh địa sinh sống, họ đã cai trị một vương quốc ở vùng biển này, giống như hoàng tộc Don Quixote từng cai trị Tretosa rồi sau đó giao lại cho nhà Riku. Thánh Fagerland Garling ngồi chễm chệ trên ghế để đọc phán quyết dành cho thánh Joscat. Ông bị các hiệp sĩ thánh kết án tử hình vì tội mưu phản, cầm đầu vụ ám sát Long Tinh và tiếp tay cho tội phạm. Khi phán quyết được đưa ra, các thiên long nhân khác đều hò reo sung sướng, trong khi Joscat bị trói trên cây thánh giá mang biểu tượng của chính quyền thế giới. Đây cũng là thông tin cuối cùng trong video ngày hôm nay. Bài phân tích chi tiết sẽ được gửi tới anh em trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy video này hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!